Xin chào các bạn, trong video này chúng ta cùng đi tìm hiểu top 3 loài động vật có khả năng nín, thở lâu nhất quả đất nhé. Đối với loài người như bạn và mình thì khả năng nín thở trung bình khoảng 2 phút. Tất nhiên là cũng có một vài trường hợp đặc biệt như Obat, một người đàn ông 54 tuổi đến từ Croatia, đã lập kỷ lục thế giới về thời gian nín thở lâu nhất dưới nước, với 24 phút 33 giây. Nhưng các bạn có biết ông tổ của ngành bơi lội là ai không ạ? Đây là danh tướng của Việt Nam dưới quyền Trần Hưng Đạo, tên thật là Phạm Hữu Thế hay các bạn có thể biết đến nhiều hơn với cái tên Yết Kiêu. Trong sổ sách ghi lại, chỉ cần một hơi thở ông có thể lặn 7 ngày 7 đêm dưới biển. Trong một đêm ông có thể đục chìm 30 chiến thuyền của quân Nguyên Mông. Thế mới thấy rằng dòng máu lạc hồng của người Việt chúng ta cũng mang tầm cỡ quốc tế và không kém cạnh bất cứ dân tộc nào. Quay trở lại nội dung chính của video hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu về khả năng nín thở của các loại động vật thôi nhé. Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu top 3 động vật có khả năng nín thở lâu nhất. Đứng vị trí thứ ba là voi biển phía Bắc, chúng có thể nín thở tới 2 giờ đồng hồ để đi kiếm ăn ở các vùng nước sâu. Chúng ta dễ dàng nhận biết chúng bởi hai chiếc ngà đặc trưng cùng dâu của chúng. Con đực trưởng thành có thể nặng hơn 1.700 kg. Tiếp theo, đứng ở vị trí Á quân là cá voi mõm khoằm cuvier, loài lặn sâu nhất trong tất cả các loài động vật có vú ở biển. Những con cá voi cỡ chung này thích lặn sâu 1.000 mét dưới sóng biển để săn mực và các loài sinh vật biển sâu khác. Thời gian nín thở trung bình 67 phút với một lần lặn kỷ lục kéo dài 3 giờ 42 phút. Cuối cùng, đạt giải quán quân trong cuộc thi nín thở là loài rùa. Trong họ hàng anh em nhà rùa, thì rùa biển có thể ngủ dưới đáy biển với thời gian lên đến 10 tiếng đồng hồ, nhưng rùa biển vẫn chưa là gì khi so với rùa Fitzroy. Loài này nổi tiếng thế giới vì độ quý hiếm và cách hô hấp vô cùng độc đáo, thở bằng hậu môn. Các bạn không hề nghe sai đâu. Mặc dù có miệng hoàn thiện nằm trực tiếp ở trung tâm của khuôn mặt, như đa phần các cá thể thuộc bộ rùa, nhưng rùa Fitzroy đã phát triển để hít thở không khí thông qua bộ phận trong và ngoài hậu môn của nó. Quan sát của các nhà khoa học cho thấy, ở mông của giống rùa này có một túi đặc biệt được gọi là một bơ sơ, cùng hai cái nang lớn giúp cho chúng lấy oxy trong nước, để kéo dài thời gian chúng lặn ở dưới nước. Khi lặn dưới nước, rùa Fitzroy liên tục bơm nước vào hậu môn và gia tăng hô hấp. Chính vì thế, hiệu quả hô hấp của chúng tăng cao hơn nhiều so với các loài rùa khác. Ước tính số oxy thu thập qua hậu môn chiếm hơn 70% oxy mà rùa Fitzroy nạp vào cơ thể, gấp nhiều lần lượng không khí mà chúng thu vào qua đường miệng. Loài rùa này có thể dành cả mùa đông dài năm, 6 tháng dưới đáy hồ đóng băng trong trạng thái ngủ đông sâu, mà không sử dụng đến phổi của chúng. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao có loài chỉ nín thở được 2 phút, nhưng có loài thì 2 tiếng. Đấy là do mục đích và sự ưu tiên tiến hóa của từng loài là khác nhau. Ví dụ như con người, chúng ta tập trung năng lượng tiến hóa cho bộ não nhiều hơn thay vì lá phổi. Chính vì sự phát triển của não bộ, chúng ta đã sáng tạo ra tàu ngầm có thể lặn sâu hàng ngàn mét trong vài chục ngày, ăn đứt bất cứ loài nào trên thế giới. Còn loài khác thì phát triển hệ hộ hấp để lặn lâu hơn, sâu hơn để dễ dàng hơn trong chuyện kiếm ăn. Nếu bạn có khả năng nín thở hàng giờ đồng hồ thì bạn sẽ làm gì? Comment bên dưới để cho mình biết với nhé. Nội dung của video xin được dừng ở đây, đừng quên sắp like để đồng hành cùng mình nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.